Những ngày rằm tháng 8 từ thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp đến những con đường miền Tây mộc mạc bình dị, đạo tràng chùa Minh Đạo, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh với hơn 5.000 bánh trung thu cùng lồng đèn đã tổ chức một chương trình ấm áp và nghĩa tình mang tên Trung Thu Yêu Thương đến các em nhỏ vùng quê nghèo, những mảnh đời không may mắn. Đã từ lâu, Tết Trung Thu được xem như ngày Tết dành cho các em thiếu nhi, là dịp để các bé có thể thỏa sức tung tăng vui chơi cùng bạn bè và người thân. Thế nhưng, bên cạnh các bé may mắn được đón Tết Trung Thu đầm ấm bên gia đình, thì vẫn còn nhiều trẻ với hoàn cảnh khó khăn, Tết Trung Thu vẫn còn là ước mơ khá xa xỉ. Trăn trở vì muốn thực hiện nguyện vọng của các bạn nhỏ với ước mong mang lại niềm vui cho các bé, đạo tràng chùa Minh Đạo đã thực hiện một hành trình đầy ắp yêu thương và ý nghĩa mang tên Trung Thu Yêu Thương. Chương trình bắt đầu từ trung tâm nuôi dưỡng trẻ tàn tật và bồ côi Thị Nghè, nơi cưu mang các bé từ 4 đến 16 tuổi, mang trong mình những bệnh tật bẩm sinh, bị cha mẹ từ bỏ từ khi còn rất nhỏ. Đón nhận một mùa Trung Thu theo đúng nghĩa nhà chùa, rất lạ, rất thân thương và từ bi. Những cử chỉ yêu thương của các thầy đã phần nào đó xoa đi khoảng cách tự ti nơi các bé. Rồi đến trung tâm dạy nghề trẻ khuyết tật số 251 Võ Thị Sáu, quận 3. Các em nhận được sự ân cần thương mến từ quý thầy, những người đang nuôi dưỡng hạt giống từ tâm, giúp mọi người xóa đi khoảng cách xã hội, tôn giáo, giai cấp như Đức Phật đã dạy, máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. Tạm biệt thành phố Hồ Chí Minh, đạo tràng Minh Đạo vượt 250 km đến vùng Thất Sơn An Giang huyền thoại, nơi có một tổ đình Phi Lai ẩn giấu nhiều tích truyện ly kỳ về các vị tổ sư Phật giáo. Băng qua nhiều rậm cây thốt nốt là đến được vùng đất tập trung đông đúc người dân Khmer. Đời sống nơi này còn nhiều khó khăn nhưng tình người vẫn luôn chan chứa. Những năm gần đây, đạo tràng chùa Minh Đạo thường đến tổ chức các lễ hội lớn trong năm tại đây để người dân về tham dự. Theo đó, chùa cũng kết hợp với tổ đình luôn thăm hỏi động viên đời sống tinh thần, giúp đỡ vật chất cho nhiều hộ gia đình nghèo trong vùng. Trung thu năm nay, số lượng trẻ em và cả người lớn đến tổ đình lên đến hàng ngàn người, ngồi kín cả một sân chùa. Mọi người cùng có một đêm vui chơi thỏa thích hết mình cùng các bé. Chia tay An Giang, đạo tràng Minh Đạo về đến huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Nói là thành phố, chứ nơi đây nằm xa trung tâm hơn 40 km, sông rạch chằng chịt, xen kẽ các ngõ hẻm của xã, xóm. Thầy dẫn đoàn đến hai trường tiểu học Trung Thành 6 và Trung An 1 tập kết để thực hiện chương trình. Trẻ em nơi đây rất đông, riêng các bé tuổi tiểu học thôi đã hơn 2.000 bé. Mở đầu lễ hội Trung Thu, cán bộ xã đọc thư chúc mừng Trung Thu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi đến toàn thể trẻ em trên đất nước Việt Nam. Tiếp đến, các anh chị hoạt náo tiếp tục hướng dẫn những trò chơi nhân gian để các bé cùng tham gia, sau đó tập hợp lại rồi cùng khuấy động bắt nhịp theo bài hát vui tươi, tạo nên một bầu không khí Trung Thu đầy sôi động. Tiếng hò hát cười đùa hồn nhiên của trẻ thơ làm mọi người trong đoàn quên đi mệt mỏi. Như các chư thầy thường nói với đạo tràng, chúng ta hãy luôn nuôi dưỡng trong mình những hạt giống an lành, vui vẻ vì nó giúp chính bản thân mình tăng thêm năng lượng lành, rồi lan tỏa điều đó đến những người xung quanh. Những lồng đèn lung linh màu sắc, những phần quà Trung Thu ý nghĩa được trao tận tay các bé, cùng các phần học bổng cho những em học sinh nghèo hiếu học, gửi lại yêu thương, mang đi lòng quý mến, thể hiện qua thư cảm ơn đầy trân trọng của các nơi. Đoàn trở về chùa Minh Đạo để tiếp tục cho lễ hội mang tên Trung Thu Yêu Thương tại Bổn Tự. Đó cũng là phần cuối chương trình năm nay. Tại chùa Minh Đạo, con em, gia đình Phật tử cùng trẻ em xung quanh chùa tập trung cũng rất đông đúc. Như mọi năm, sư ông, diện chủ của chùa là Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, với lòng yêu mến trẻ, sư ông đích thân tặng từng phần quà, chiếc đèn Trung Thu cho các bé tham dự và xoa đầu, chúc phúc cho các em. Sự hoan hỷ và từ bi của sư ông được lan tỏa đến từng bé. Ngược lại, sự vui tươi và hồn nhiên của các bé cũng giúp cho sư ông thêm an lạc và khỏe mạnh.